Thưa quý vị, trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, sáng nay với 479 đại biểu tán thành, chiếm 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên chính phủ. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, cơ cấu chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 có 27 thành viên, gồm Thủ tướng Chính phủ, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự thẩm phán tòa án nhân dân tối cao.